Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với Coin Miner. Đây là cái con robot của mình để nó thu cái động tác warp khi mà mình không có hoạt động, lúc mình đang ngủ chẳng hạn. Thì sau đó thì mình có thể ấn bằng tay như thế này. Hiện tại thì mình đã gần gần được 10 triệu rồi. Cái cúp đây tổng là 11 triệu 900. Khi nào đạt được cái 50 triệu này thì mình sẽ đến được cái cúp mới nhất, mới gọi là cái chất lượng nhất này. Vượt qua cái 50 triệu này thì mới đến cái cục đấy. Thì nó sẽ có một cái nhiệm vụ cho anh em ở đây. Nhiệm vụ này, ly này, restart này. Thì ở đây mình đang có là 29 người, nên là mình đang cần phải thêm nhiệm vụ 10, 50 người này. Còn ở đây là phần chúng ta sẽ ấn hàng ngày. Ấn phần boost này thì sẽ có những cái phần nâng cấp cho anh em nhé. Và cái daily booster. Đây là một đồng, nó còn ghi thẳng là Powered by Solana này, một của hệ sinh thái Solana. Nhanh tay để đảo anh em nhé, tại vì cái đồng này sau này khi nó lít nó sẽ có giá trị á, đừng có lỡ cơ hội của mình. Và chúc anh em gặt hái được thật nhiều thành công trong cái mùa airdrop này. Anh em nào xem video hay thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh của channel của mình nhé.